chạy không giải quyết được vấn đề. Không quan trọng, ta chỉ quan tâm kết quả. Your team has destroyed a tower. Còn sống là điều quan trọng nhất. Quá trình không quan trọng, ta chỉ quan tâm kết quả. Executed. You have been defeated. Từ điển của ta không có hai chữ. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. You have been defeated. Từ điển của ta không có hai chữ thất bại. Hy vọng nhiệm vụ lần này không quá vô vị. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. You have been defeated. An ally has been defeated. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Your team has destroyed a tower. Từ điển của ta không có hai chữ thất bại. You have been defeated. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. Our base tower is under attack. Executed. Không có hai chữ thất bại. Defeated an enemy. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower.
Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Cả đội xông lên. Những sự bóng tối ta sẽ soi đường cho ngươi. Một trái tim tội lỗi đã chết.